Thưa quý vị và các bạn, để đảm bảo việc phòng chống dịch bệnh COVID-19 và duy trì sản xuất tiêu thụ, lưu thông hàng hóa của người dân doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh, các sở ngành của tỉnh Kiên Giang chủ động cập nhật và kịp thời ban hành các văn bản chỉ đạo nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho lưu thông hàng hóa nhanh nhất, duy trì sản xuất tiêu thụ sản phẩm cho các địa phương và phục vụ kịp thời cho người tiêu dùng. Trong chuyên mục kết nối tiêu thụ nông sản ngày hôm nay, mời quý vị và các bạn cùng theo dõi phóng sự Kiên Giang tháo gỡ khó khăn trong lưu thông tiêu thụ nông sản. Để đảm bảo duy trì sản xuất, chủ động tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp cho người dân, thì việc tạo điều kiện thuận lợi nhất để lưu thông hàng hóa, dịch vụ thiết yếu nhanh chóng, phục vụ cho sản xuất và tiêu dùng là vấn đề hết sức quan trọng trong thời điểm hiện nay. Vì vậy, tỉnh Kiên Giang đã có hướng dẫn kịp thời cấp phép cho xe vận chuyển theo luồng xanh nhanh nhất từ khi làm xong thủ tục đăng ký. Những chốt kiểm soát dịch bệnh bố trí làn đường ưu tiên cho xe luồng xanh để tránh ùn tắc giao thông, đặc biệt các sản phẩm tươi sống. Xã thì có thực hiện cái việc mà liên kết sản phẩm cũng như là chủ động phối hợp với các cái đơn vị như là các cái doanh nghiệp để tiêu thụ sản phẩm, tìm đầu ra cho nhân dân. Tuy nhiên thì cái nhu cầu hiện nay là giảm sút so với cái tình hình trước đây, cho nên cái lượng tiêu thụ thì cũng giảm hơn so với trước. Tuy nhiên thì chủ trương của xã cũng như chủ trương của huyện thì kết nối các cái doanh nghiệp để là tìm cái giải pháp đầu ra cho sản phẩm cho người dân ổn định, thứ nhất là ổn định giá. Các địa phương trên địa bàn tỉnh Kiên Giang đã tạo điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp, công ty, hợp tác xã đến địa phương để thu hoạch, thu mua sản phẩm nông thủy sản. Cùng với đó, các thương lái được đi lại giữa các địa phương trong tỉnh để thu hoạch, thu mua sản phẩm nông thủy sản của người dân đến kỳ thu hoạch. Đối với những người đi thu mua, yêu cầu khai báo địa điểm đi và địa điểm đến thu hoạch, thu mua theo phương châm một cung đường, hai điểm đến. Người đi trên phương tiện phải xuất trình giấy chứng nhận kết quả xét nghiệm SARS-CoV-2 còn thời hạn trong vòng 72 giờ. Đồng thời kiểm soát tốt phòng chống dịch COVID-19 trong suốt thời gian thu hoạch và tiêu thụ nông sản. Để giải quyết đầu ra cho tôm càng xanh thì cũng đã chỉ đạo ủy ban cũng như là các phòng chuyên môn của huyện tranh thủ cái sự hỗ trợ của Sở Công Thương, Sở Nông nghiệp để liên kết đến các cái doanh nghiệp để tìm đầu ra cho nông sản, mà trong đó đặc biệt là các cái loại tôm sú, tôm càng xanh cũng như là các cái loại nông sản trên địa bàn huyện. Thưa quý vị, cùng với việc tạo điều kiện thuận lợi tối đa cho hoạt động vận tải hàng hóa phục vụ nhu cầu đời sống của người dân và hoạt động sản xuất kinh doanh, đảm bảo việc vận chuyển được liên tục, nhanh chóng, thì các ngành chức năng đã tổ chức thực hiện tốt việc ưu tiên nhận diện phương tiện kèm mã QR code luồng xanh đã được cấp cho các xe ô tô vận tải hàng hóa trong toàn quốc sử dụng để đi đến, đi qua các địa phương áp dụng giãn cách xã hội theo chỉ thị 16. Đây là hình ảnh tại chốt kiểm soát liên ngành phòng chống dịch COVID-19 tại huyện Châu Thành, khi các phương tiện vận tải đăng ký luồng xanh đi qua chốt đều có mã QR để nhận diện. Chỉ cần quét mã QR, lực lượng làm nhiệm vụ xác định được hành trình di chuyển của phương tiện đăng ký, cũng như nắm các thông tin về người điều khiển phương tiện vận tải. Trong quá trình hoạt động vận chuyển, đơn vị vận tải và người trên phương tiện vận chuyển hàng hóa đã được cấp mã QR, phải thực hiện đầy đủ, nghiêm túc các nội dung đã đăng ký, đảm bảo phải có giấy xét nghiệm âm tính COVID-19 có hiệu lực, khai báo y tế và thực hiện các biện pháp phòng chống dịch đầy đủ. Đối với những phương tiện vận tải hàng hóa qua chốt thì chủ yếu là để chở hàng thiết yếu. Thì những phương tiện mà đăng ký luồng xanh thì mình cũng ưu tiên cho qua chốt một cách thuận lợi. Kiểm tra về cái con người thì kiểm tra là cái phiếu test nhanh hoặc là test PCR có thời hạn trong vòng 72 tiếng. Để đảm bảo thực hiện nghiêm các quy định về giãn cách xã hội theo chỉ thị 16, tỉnh Kiên Giang đã thành lập 659 chốt kiểm soát tại các cửa ngõ ra vào tỉnh và nội bộ trong tỉnh. Qua đó đã kiểm soát được hơn 648.000 lượt phương tiện với hơn 749.000 lượt người. Các chốt đã tạo điều kiện tối đa không để ách tắc giao thông, làm ảnh hưởng đến hoạt động lưu thông hàng hóa. Đối với những xe mà không có luồng xanh thì vẫn kiểm tra hàng hóa và giấy xét nghiệm COVID-19 âm tính trong vòng 72 tiếng thì cho hàng hóa thiết yếu thì cho vào tỉnh, còn không có thì bắt buộc quay ra. Còn đối với một số tài xế xe chở quá cái số người trên cái buồng lái là quá 2 người thì buộc quay ra khỏi tỉnh Kiên Giang do không đảm bảo 5K theo chỉ thị 16.
Để tạo điều kiện cho việc lưu thông hàng hóa, tỉnh Kiên Giang ưu tiên tiêm vaccine phòng COVID-19 cho người điều khiển phương tiện, người tham gia vận chuyển hàng hóa, đồng thời ưu tiên xét nghiệm SARS-CoV-2 cho các đối tượng là người lái phương tiện và người tham gia vận chuyển hàng hóa để đảm bảo nhu cầu test nhanh được kịp thời. Ngoài ra, Sở Y tế cũng ban hành công văn yêu cầu các cơ sở y tế toàn tỉnh, kể cả cơ sở y tế tư nhân, phải tham gia xét nghiệm test nhanh để tạo điều kiện cho người vận tải hàng hóa được xét nghiệm đầy đủ, đảm bảo các yêu cầu phòng chống dịch trong quá trình vận chuyển hàng hóa. Hiện nay thì chúng tôi cũng đã chỉ đạo các cấp chính quyền địa phương luôn luôn tạo mọi điều kiện cho lực lượng tài xế và phối hợp để kiểm tra, rồi để kiểm tra tình hình dịch tễ của các lực lượng tài xế để có cái hướng dẫn về y tế kịp thời để tránh cái nguồn lây từ cái lực lượng tài xế này. Chúng tôi khuyến cáo lực lượng tài xế xe tải vận chuyển hàng hóa, đặc biệt là đi đến vùng dịch và đi qua vùng dịch, là khi trở về địa phương là phải trở về trạm y tế của phường khai báo thật trung thực để được cái tư vấn hướng dẫn về y tế cho nó đúng và đảm bảo giữ gìn được sức khỏe cho bản thân tài xế và cho cộng đồng. Ngày 11 tháng 8 năm 2021, Ủy ban nhân dân tỉnh vừa ban hành công văn số 1227 về việc tạo điều kiện cho lưu thông hàng hóa, vật tư, nông sản phục vụ sản xuất, tiêu thụ nông lâm thủy sản trên địa bàn tỉnh Kiên Giang. Theo đó, các huyện, thành phố tạo điều kiện thuận lợi cho các phương tiện đường bộ, đường thủy vận chuyển lưu thông hàng hóa, vận chuyển thiết bị, công vụ, thu hoạch sản phẩm nông sản, cung ứng giống, vật tư và phục vụ sản xuất, các dịch vụ tưới tiêu, duy tu sửa chữa công trình thủy lợi của các công ty, doanh nghiệp, hợp tác xã, thương lái được thông chốt trong khung giờ từ 18 giờ ngày hôm trước đến 5 giờ sáng ngày hôm sau, nhưng phải đảm bảo thực hiện nghiêm các quy định về phòng chống dịch bệnh COVID-19. Để thực hiện tốt yêu cầu trên, Ủy ban Nhân dân tỉnh Kiên Giang cũng đã chỉ đạo các địa phương đánh giá tình hình nông thủy sản đến kỳ thu hoạch hoặc xây dựng phương án thu hoạch, sơ chế, chế biến, bảo quản, tiêu thụ nông sản trong điều kiện dịch bệnh, sẵn sàng huy động lực lượng tham gia giúp nông dân thu hoạch, vận chuyển, đảm bảo thu hoạch kịp thời, không ứ động, đồng thời ra soát chuẩn bị các điều kiện thiết yếu để đảm bảo cho mùa vụ tiếp theo, như là bố trí lịch sản xuất phù hợp, nhu cầu giống vật tư, máy móc thiết bị, từ đó đảm bảo việc phòng chống dịch bệnh COVID-19 và duy trì sản xuất tiêu thụ, lưu thông hàng hóa của người dân doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Kiên Giang.